bố ba mẹ. Ba mẹ già á, tôi cũng chở ba mẹ vô bệnh viện lão để ba mẹ chơi với các bạn chơi vui. Anh đang mong của bà Nguyễn Thị Nhan được không? Đúng rồi chị. Anh đến viện nhanh đi, mẹ sắp không ra khỏi rồi. Bây giờ đó, một là anh chọn vợ, hai là anh chọn mẹ, anh chọn đi. Chứ em mệt lắm rồi đó. Thôi mà em, anh lo thủ tục xong hết rồi. Ngày mốt á, là đưa mẹ anh vô viện dưỡng lão. Thiệt hả anh? Anh mà làm sớm vậy là tốt biết mấy. À, em có mua chai dung dịch vệ sinh Oric Men cho anh nè. Xài tốt lắm đó, hương thơm lắm, mà không cần tạo bọt luôn á anh. À, cái này á, anh mới thấy quảng cáo nè. Chà, thơm dữ ha. Em muốn gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Từ ngày có mẹ về đó, vợ không có thời gian chăm sóc cho vợ luôn, nói chi chăm sóc cho chồng với con. Thôi mà. Ba ơi, vậy là bà đã không được ở với mình nữa hả ba? Thì hôm nào á mà con nhớ nội á, thì ba chở con vô thăm nội. Nhưng mà bà nào có thích ở trong đó không bà? Thích chứ. Ở trong đó bà nội có nhiều bạn bè lắm con. Mà có người khác chăm sóc bà nội nữa. Mẹ muốn ba mẹ, ba mẹ già á, tôi cũng chở ba mẹ vô viện dưỡng lão để ba mẹ chơi với các bạn cho vui. Bi, con nói gì vậy? Ba mẹ không thích vô viện dưỡng lão đâu. Ba mẹ thích chơi với Bi, ở nhà gặp Bi, ăn cơm với Bi nè. Con của bà Nguyễn Thị Nhàn phải không? Đúng rồi chị. Anh đến viện nhanh đi, mẹ anh sắp không qua khỏi rồi. Hả? Mẹ ơi. Gì vậy anh? Anh trước khi mất, bà vẫn luôn gọi anh. Bà nói tôi phải về nhà ăn cơm với con trai, với con dâu. À, bà ấy còn nhờ tôi đưa cho anh một số tiền này nè. Bà ấy nhờ tôi chuyển lời lại. Dù thế nào mẹ vẫn yêu con. Sao mẹ không có ăn mà mẹ đút cho con hoài vậy? Mẹ no rồi, nên ăn đi, ăn cho giỏi nha. Con gì á, học thật giỏi. Thì dẫn mẹ đi ăn nhà hàng, nhà nhà đồng cho mẹ. À, nên giỏi quá. Mẹ chỉ cần em ăn thật giỏi nè, lớn lên khỏe mạnh nè, là mẹ vui rồi.